khách hàng từ Hà Nam về tận xưởng sản xuất, xưởng sơn PU của tranh gỗ Minh Châu để chọn những đôi cá đẹp. Chú tên là gì nhỉ? Hôm nọ quên, không nhớ. Mua rất nhiều sản phẩm, chú đã mua rất nhiều sản phẩm của tranh gỗ Minh Châu. Thì hôm nay ngày 26 tháng 3 2017, chú đã ký tên vào đôi cá. Đôi cá có kích thước là 37 x 1 mét. Và chú còn hứa hẹn là sẽ mua rất nhiều sản phẩm của tranh gỗ Minh Châu. Từ năm 2016 chú đã mua rất nhiều sản phẩm rồi và còn mua nhiều nữa. Con người ta thấy gặp phải cái nó tươi như hoa, nếu cuộc đời không ra gì này như mọi su su bị cấu, vừa to nên cấu mẹ vẫn ngọn thế chị.